Rồi bây giờ cắp đứt luôn rồi anh em ơi. Cắp đứt luôn rồi. Không biết cúp điện hay gì thôi. Rồi đó. Ủa chạy nữa là đang chạy nữa phải không? Đang chạy nữa rồi. Chạy nữa rồi, chạy nữa rồi. Chạy nữa chưa? Chưa. Rồi. Nó chuyển cáp cái gì đó rồi. Nó chuyển cáp. Trời ơi nặng quá quá tải nó không cho đi nữa đó. Đúng rồi, nặng quá, gió quá nè. Ồ. Đứng rồi, đứng hình rồi. Rồi. Nó báo đây nè. Chết nó không báo đây nè. Chết rồi. Nằm ở giữa luôn. Nó không báo đây nè. Xong đồ ăn nữa đi. Mình là không bằng mấy mấy mấy. Rồi đi được nữa rồi, được chưa? Hết gió đó, gió đỡ rồi đó. À. Mấy quá mà đang lơ mới sợ. Trời ơi, quá. Có lung dữ quá là nó tụt đây ra khỏi cái trụ là mà. Đúng rồi, đâm ra nó phải ngừng cái đó. Rồi, anh em anh đây mà gió quá đứng anh em đừng sợ nha anh em. Thốn tí xíu. Quéo. Dạ. Cảm giác mình xuống là bình thường, mấy bà đang lên đứng giữa đường không có cái đợt mà ông nội đi xe ba nó cũng chuyển cáp vậy đó, nhiều quá chuyển cáp nằm phía trên nặng quá chuyển cáp quá đi mà.